trong những hội thánh đầu tiên có một câu hỏi về vấn đề người tín đồ được cứu bởi đức tin hay là bởi việc làm. Và trong công vụ các sứ đồ 15, họ đến với nhau để trả lời câu hỏi này. Bởi vì nhiều người Do Thái tín đồ ban đầu bắt đầu giảng về Mô-xê, bắt đầu giảng nói rằng bạn không thể được cứu trừ khi nghe văn thư luật pháp Mô-xê. Và họ nói rằng Chúa Giê-xu là người Do Thái, và Chúa Giê-xu vâng giữ luật pháp, và Chúa Giê-xu vâng giữ những điều răn, và những người theo Chúa Giê-xu phải làm theo luật pháp. Và có một vấn đề lớn xảy ra giữa dòng người tín đồ người ngoại, bởi vì họ nói như họ là không phải được cứu bởi ân điển, không để tin Chúa Giê-xu không, nhưng mà phải chịu phép cắt bì và vâng giữ luật pháp. Và Phaolô bắt buộc phải nói về vấn đề này qua quyển sách Galati. What they called them Judaizers in those days. Bởi vì dùng Galati có những người Do Thái đi từ Israel đến nước Hy Lạp, có những kỳ cái vùng Galati thời đó. Actually, Galatia was a part of Turkey. Và Galati là thuộc xứ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Và họ đến nhiều hội thánh trong vùng Mediterranean, Trung Hải, và nói rằng you cannot be saved, quý vị không thể được cứu bằng việc chỉ tin, mà quý vị cần phải vâng giữ luật pháp và phải chịu phép cách ly. Và khi họ đến với nhau, họ trong các sứ đồ số 15, họ giải thích cái câu hỏi này là nói rằng sự cứu rỗi là bởi đức tin. The scripture that you all, I'm sure, took in Ephesians 2, verse 8 and verse 9, where we are told clearly we are saved by grace. Nói rằng chúng ta được tin nhờ ân điển qua đức tin, được cứu nhờ ân điển qua đức tin. Life eternal through Christ Jesus. Now we human beings have a problem. Chúng ta là người có những cái vấn đề. That's why the majority of the world doesn't accept salvation by grace. Thế gian không tin nhận sự cứu rỗi qua religions out there teach you have to do something to get something. Tôn giáo ngày nay dạy rằng bạn cần phải làm điều gì đó để lấy được five times a day, and they have to fast during Ramadan, and have to do this and this and that. And salvation is not even offered to them. Họ cần phải làm điều này điều kia, và sự cứu rỗi cũng không bao giờ. They have 300 million gods they worship, người Hindu cũng and vậy. Nobody offers them salvation. Thờ đủ thứ loại các thần, và không có gì cho họ sự cứu rỗi cả. So the majority of the world, đông and trong countless thế giới và countless rất là nhiều người Cơ Đốc giáo, Cơ Đốc nhân, believe that heaven will be gotten, that people will make heaven có thể lên by good làm, works. Qua việc làm tốt. You ask the average American out there if he's going to heaven, he'll tell you yes. And if you say why, well, because I'm a good man. Không, thì họ nói yes, bởi I don't lie and I do not cheat and I do not steal. Dối, so God will most certainly allow me in since đó, I'm such Chúa a good sẽ chắc chắn cho tôi vào. So the world believes that. Bởi vì tôi người they believe they are saved by their good bây giờ tin rằng họ được cứu nhờ việc làm tốt. They do not need Jesus to save them. Họ không cần Chúa Giêsu để cứu họ. My uncle was one of them. Và người chú người cậu tôi là một trong những người đó. He says, I don't need Jesus. I'm a good man. Tôi giảng cho cậu tôi thì cậu tôi nói là tôi không cần Chúa Giêsu, tôi là người tốt. As many do not today, that ông không biết all our righteousness tất cả những sự công bình của chúng ta đều là dơ bẩn trước mặt Chúa, trước mặt Chúa, giống như là một cái người people have a problem accepting that salvation is cái sự khó khăn để nhận. They have a problem accepting sự cứu rỗi và hòa nhận với Chúa, và chỉ cần cầu xin là chúng ta có thể nhận được, mà họ có một cái sự khó khăn để mình nhận được.
tất cả những gì Đức Chúa Trời cho chúng ta now, đều là tự do. Salvation is free. Mặc dù sự cứu rỗi là miễn phí, salvation costs you nothing, chúng ta không cần phải trả giá gì. Salvation costs God. Nhưng sự cứu rỗi đã Jesus thường gave phải trả his life giá rất là tốt, rất là đắt, và Chúa Giêsu phải trả. So you can say, well, my salvation bạn is free and life và bạn nói rằng sự cứu rỗi của but then you must understand that the price he paid giá mà Ngài đã trả was high. Rất là cao. He gave his life. Ngài đã cho chúng ta sự it sống. God everything. Và Ngài phải trả một cái giá. And then we are told in the scripture và chúng ta trong Kinh Thánh nói that we must give up all and follow him. Chúng ta phải bỏ tất cả để theo Ngài. Because today, ngày hôm nay, what people ignore điều mà mọi người is đó là what discipleship is all about. Là nobody talks about the cost. Môn đồ of nghĩa là gì? Và không ai nghĩ rằng because today, là môn đồ what is really being taught và ngày hôm nay họ is, dạy is rằng easy that, rất là dễ easy dàng discipleship. Trở thành một môn đồ. Just believe and you're tin saved. Và bạn được cứu. Accept it and you're in. No, that's not what trong. Jesus said. In Luke 14, you can just write it down and read that later. Verse 25 to 35, he talks about the high cost of discipleship because the price of discipleship is high. And there we have examples in this portion of scripture, Luke 14, 25 through 35. Lời Kinh Thánh, Jesus said, count the cost. Hãy đếm những giá. Don't start and not finish. Đừng bắt đầu mà không kết thúc. The price giá phải trả cho việc làm môn đồ rất là cao. And the Lord offers us và Chúa Giêsu in Matthew 18 trong Matthew 18 nói là Ngài cho chúng ta you have to carry my yoke. Ngài cũng nói là chúng ta cần bạn so cần we cannot phải find rest. Gánh lấy ách của Ngài. We cannot chúng ta find không true thể salvation lấy được sự till an nghỉ, we receive his sự yoke. Cho đến khi chúng ta nhận ách của Ngài. We have got to understand chúng ta cần phải hiểu rằng that the lordship of Jesus must be over ourselves. Our life, việc làm chủ của Chúa Giêsu phải ở trên chúng ta, trên cuộc sống chúng ta, trên những gì chúng ta có. We have to surrender everything to him. Chúng ta không or he cannot be ourselves. Chúng ta phải trả so we can say, well, tất cả cho salvation Ngài, is free, absolutely. Life eternal is free, absolutely. But it's going to cost you your life. It's going to cost you everything to find that. We are gonna tackle a subject that millions of people disagree on. Chúng ta sẽ you have millions that say once in grace, always in grace, once saved, always đang, saved. And millions more. Có hàng triệu người nói là many, một khi đã được cứu thì được cứu mãi mãi, một khi đã millions, ở trong hàng điện thì trong điện điện mãi mãi. Nhưng mà có hàng triệu người khác nói rằng the only way we can answer the question, can we lose our salvation? Is by looking at the scripture. Cái câu hỏi là chúng ta có thể mất đi sự cứu rỗi không? Mà chúng ta nên nhìn vào let Kinh God Thánh. Show us from his word. Chúng ta để Chúa chỉ cho chúng ta Jesus qua lời của Ngài. John 6:63 it is the spirit. Chúa nói trong Giăng đoạn 6 câu 63. It is the spirit that quickeneth. Là thần linh làm cho sống. Xác thịt chẳng ích chi. The words những that I ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. And they are life. Therefore the word of God is spirit and life. When you open the Bible, you are reading spirit and life. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Now let's go to John 8, verse 51, and look what the Lord says here. Verily, verily, I say unto you, if a man nếu cái nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. He shall never see death. That's powerful. If a man keep my saying, nếu một người giữ lời ta, that is keeps my word, đó là giữ lời của ta, never see death. Người đó sẽ chẳng bao giờ thấy sự chết. In
First John, trong Giăng nhất chapter 2, đoạn verse 24 and 25, we'll read 24, something 25, else now. Chúng ta thấy now remember what I just said. Khác. The Lord himself said in John, Chúa nói trong Giăng, Tin Lành Giăng, đoạn 6, câu 63, lời ta nói là thần linh, là sự sống, xác thịt chẳng có chi, lời của Chúa là thần linh và sự sống. Và Ngài nói với chúng ta, nếu chúng ta giữ lời Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ thấy sự chết, đó là sự bảo đảm cuộc sống của chúng ta trong Ngài. Trong Giăng nhất đoạn 2, câu 24-25, Giăng viết những điều này trong một cái thời buổi mà rất là có nhiều người sa ngã, và có nhiều Antichrist khắp nơi, và những tín đồ bị lừa gạt bởi những sự dạy sai lệch, và ông cảnh báo và nói rằng: Let that therefore abide. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và cha. Ý ông nói là nếu bạn giữ những gì bạn đã nhận được thì bạn đảm bảo sự cứu rỗi. Và trong câu 25, ông nói rằng, và chúng ta phải nương tựa vào lời Kinh Thánh. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta ấy là sự sống đời đời. Và chúng ta đặt hai câu này với nhau. Trong câu 24, Ngài nói, nếu bạn giữ nếu điều bạn nghe ở trong bạn, nếu mà giữ lời bạn đã nghe, nếu mà giữ Tin Lành, và tiếp tục ở trong Con và Cha. Và có cái thêm nói rằng, đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa này là gì? Là sự sống đời đời, sự sống mãi mãi vĩnh cửu. Giăng nhất đoạn 5, câu 11 và 12 cho chúng ta thêm sự đảm bảo. Giăng nhất đoạn 5, câu 11 và 12. Chừng ấy, tức là Đức Chúa Trời đã ban cho sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. All right. All of you look at me a second. I want to tell you something. Christians, mà hãy nhìn xem tôi. Have struggled. Cơ đốc nhân thường hay vật lộn với câu hỏi này. Who keeps me? Ai là người giữ tôi? Does God keep me? Có phải Chúa là người giữ tôi hoặc là tôi tự giữ mình? And millions và hàng triệu người tín đồ have believed. Đã tin rằng once in, nếu như một khi đã vào trong thì luôn luôn ở trong. Một khi ở trong ân điển thì luôn luôn ở trong ân điển. Một khi được cứu thì mãi mãi được cứu. Và lại có một nhóm khác. Và cũng số đông như vậy nói rằng không. Một khi đã được cứu không phải luôn luôn được cứu. Một khi ở trong ân điển, không phải luôn luôn ở trong ân điển vì đó là sự chọn lựa của bạn. Now, we cannot chúng ta không thể xem nhẹ hoặc là lơ là đi về cái vấn đề này. Và nói rằng người này có cái niềm tin như thế này và người kia có niềm tin như thế kia. Tầm quan trọng của nó rất lớn mà chúng ta không thể bác bỏ nó đi. Who wants to be dying in a hospital? Sắp chết trong
bệnh viện mà nói rằng who wants to be at a, at a, at tôi có được cứu không? Có ai đi đến một đám tang with your dad in a casket, mà người thân của mình ở trong cái hòm và thắc mắc really rằng cha mẹ mình có thật sự lên thiên đàng không? Chúng ta không thể sống như thế. Chúng ta bắt buộc phải biết Kinh Thánh nói như thế nào. Nếu không thì chúng ta sẽ bị rất là vất vả. Tôi đã từng nghe một người tín đồ, một người đầy tớ của Chúa ở trên cái show Larry King, và ông Larry hỏi ông có lên thiên đàng không? Ông có lên thiên đàng không? Nói với người mục sư này. Và người mục sư này nói, tôi không biết. Và tôi rất là kinh ngạc khi ông nói đấy. Và ông Larry nói, ông thật sự không biết. Và người này nói, tôi hy vọng. Tôi nói, cái ông này làm điều gì mà trở thành người mục sư như thế này, mà không có được sự bảo đảm cho cá nhân mình? Làm thế nào chúng ta có thể cho được người khác nếu mà chúng ta không có thể có nghiệp cho những người tín đồ trong hội thánh đó bắt buộc phải nghe những lời ông đó nói? Tôi không muốn làm một thành viên của người của hội thánh của ông. Bởi vì người lãnh đạo như thế nào thì những tín đồ sẽ trở nên giống như vậy. Quý vị có nghe điều đó không? Hosea chapter 6 trong Hosea says, and I think it's probably verse 5. I'm going from có thể câu 5, I'm not sure. Theo tôi nhớ. Well, you can look it up. Quý vị hãy xem. It says like priest, like people. Người what your preacher is, you will become. Người thầy tế lễ như thế nào thì người theo cũng như vậy. How can he preach it? Ông có thể giảng now, như thế nào? You got to stick with the word. Bạn cần phải dựa vào lời của Chúa, lời quý báu của Chúa. Lời Chúa nói như thế nào, đó là cái vấn đề thật. Người ta nghĩ như thế nào không thành vấn đề. Kinh Thánh nói như thế nào? Khi Chúa Giêsu bước đi trên trái đất, Ngài luôn luôn chứng dẫn Kinh Thánh. Khi người ta hỏi Chúa những câu hỏi thì Ngài trả lời bằng lời của Chúa, bằng qua Kinh Thánh. Chúng ta hãy xem Luca đoạn 8, Ngài nói như thế nào. When it comes to the security of the believer, khi liên quan đến sự đảm bảo của người tín đồ, thì sự đảm bảo của chúng ta như là những người tín đồ, chúng ta có thật sự được cứu hay không? Hãy xem Chúa nói điều gì, vì chúng ta không thể đi nơi nào ngoại trừ đi đến lời của Chúa. Chúng ta đến Luca đoạn 8 và bắt đầu đọc. At verse 11, right through verse 15, đến câu 15. And let the Lord answer that one question. Và để cho Chúa trả lời câu hỏi này. Now the Lord is giving a parable here. Và Chúa cho chúng ta một ví dụ tại đây. Now the parable is this. Và ví dụ như thế này, câu 11, Luca đoạn 8. Này, lời thí dụ đó nghĩa là như vậy, hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phòng rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin và được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng, chịu lấy. Nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách đến thì họ bị tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà, tử tế, nghe đạo, gìn giữ, và kết quả một cách bền lòng. He was giving them a parable. Chúa cho họ một ví dụ. Bắt đầu từ câu số 5. Mọi người chắc có lẽ biết. Khi Chúa nói về người gieo giống đi ra gieo hạt giống, một vài rơi vào các đường đi.
And it was trodden down, và and the fowls of the air devoured. Và chim trời some fell upon the rocks. Lấy. Và có một số rơi trên sỏi đá và không thể mọc lên được bởi vì không có rễ. Và một số thì lại rơi vào bụi gai và bị nghẹt, và một số rơi vào đất tốt và có kết quả. Và khi Ngài nói những điều này, và Ngài nói rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. His disciples now come to him. Và những người tín đồ đến với Ngài trong câu số 9 và nói, Ngài giải thích ví dụ này cho họ. So in verse 11 he says the parable. Trong câu 11 Ngài nói ngụ ngôn là như thế này. Hạt giống là lời của Chúa. We gotta understand something about the Bible. The Bible is a seed. Chúng ta có thể nên hiểu một điều về Kinh Thánh. Kinh Thánh là hạt giống. The seed in your heart. Before you can see results. Vì cần phải gieo hạt giống vào trong lòng của mình trước khi thấy được kết quả. Chúng ta không có thể giữ cái lời của Chúa ở trên cái kệ sách. Chúng ta phải nhận, và đây là một cái sự chọn lựa, nhận hay là khước từ. Và Chúa nói rằng lời Ngài là hạt giống, và Chúa quý vị nhận hạt giống bởi quý vị. Chúa không ép quý vị nhận. Và khi hạt giống được rơi trên đất, loại đất số 1, Kinh Thánh nói trong câu 5 rằng một vài hạt rơi vào trong lối đi. Hãy xem thôi nè. Ở xứ Do Thái, nơi mà tôi quê của tôi, no bigger than maybe from where hãy tưởng tượng một mảnh đất khoảng từ đây đến chỗ này, và họ rào mảnh đất đó bằng những cái hàng rào bằng đá. Có những cái mảnh đá họ chất lại thành hàng rào và rào xung quanh cái mảnh đất đó. Right outside that rock, ngay phía bên ngoài cái hàng rào đó. He said some fell by the wayside, meaning it fell outside the fence. Có nghe phía bên ngoài cái hàng rào. Fell on the rock. It fell on the fence made out of little rocks. When you look at the whole land, rơi ngay lên trên những sỏi đá, có nghĩa là he said those who fell by the wayside were trodden down. Những số hạt giống bị rơi vào bên ngoài là bị đạp, bị chà đạp lên, và chim trời bay xuống và ăn nó. Mọi người thứ nhì là những sỏi đá, lời của Chúa rơi trên sỏi đá là hàng rào. Và Kinh Thánh nói rằng những hạt giống bị héo đi bởi không có đất ở trên trong đá đó. The third, và bị héo đi. If you go to the Holy Land and you look inside, loại người thứ ba, nếu mà quý vị đi đi vào đất thánh, thấy ngay phía bên trong của cái hàng rào là đều có những cái bụi gai. Is not cleansed because it's too close to the fence, too close to the rock. Không có được làm sạch. So he said some fall on thorny ground. And the thorns get up and choke. Vài cái hạt giống rơi vào những cái mảnh đất đầy gai đó, on good ground. Và gai mọc lên làm cho nó bị ngọt. Precious people, there are four kinds of people in the world. Có bốn loại like người four trong kinds thế giới. Of grounds that the Lord talked about. Bốn loại mảnh đất. Those nói. Who live outside the fence, who hear the gospel. Có những người sống ở bên ngoài cái hàng rào. They nghe attend lành nhưng lại khước từ nó. Có thể đi đến những buổi truyền giảng của Billy Graham nhưng mà ngồi giống như là they listen to Christian TV. Họ không chấp nhận. And do not accept the message of salvation. Họ nghe lời giảng qua TV nhưng mà họ không nhận cái tin lành đó. The devil steals the word, for it has a chance to penetrate their hearts. Ăn cắp đi lời. Now listen to the to the họ có cơ hội nhận và tin. Hãy lắng he nghe said, Chúa nói điều gì. The parable is this, the seed is the word of God, verse 11.
Those by the wayside are laid in here. Then comes the devil and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Là ma quỷ đến và cất đi before they even have the chance to believe it, it's gone. Lòng họ. Trước khi họ có cơ hội tin, they thì on the rock, that's on the fence, are they which when họ they hear, receive the word with joy, những sỏi đá là những người nghe no một cách vui mừng, no depth, there's no place nhưng for the mà họ to không go, có rễ, no soil, không có chỗ để mà which for a while believe. Là những người but tin time một thời gian ngắn, they fall away. Nhưng mà khi cám dỗ đến thì họ lại bị then you have a third group. Và có một loại người thứ ba trong câu 14 là những người rơi vào bụi gai. Khi họ nghe tin lành, họ ra đi nhưng lại bị nghẹt ngòi bởi những sự lo lắng, giàu sang và sung sướng này. Then you have the fourth group. That's the good ground. Quỷ diệt, hầu chống bị quỷ diệt. Và loại thứ tư thì rơi trên mảnh đất tốt. Here we are told in verse 13 we are told ở đây chúng ta thấy trong câu số 13 có thể tin một thời gian ngắn. It's possible to believe for a season. Có thể tin một buổi. It's possible then to be saved only for a short time. Có thể được cứu một khoảng thời gian ngắn. Kinh Thánh nói tại đây. We are faced with this question as Christians. Chúng ta đối diện với câu hỏi như thế này với tư cách là người tín đồ. What is meant by the word believe in this portion of scripture? Ở đây tin có nghĩa là gì trong cái đoạn kinh thánh này? Tin nghĩa là gì? Saving faith or not? Niềm tin này có phải là niềm tin được cứu hay là niềm tin không cứu? Chúng ta phải đến ngôn ngữ tiếng Hy Lạp. The Greek word for believing here in this portion tiếng Hy Lạp tại nơi đây tại is the word cái đoạn này pistil, có nghĩa là that's P-I-S-T-U-O. B-E-S-T-U-O. You can write it down. P like Paul, I, S like Sam, T like Tom, E-U-O. The word pistil is very crystal clear. Chữ because the use of the word in verse 12, which is it's used in verse 12, bởi vì cái sự áp dụng của cái từ này ở trong cái câu số 12, Kinh Thánh nói rằng phần rơi ra dọc đường là những kẻ nghe đạo nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng? Trong câu số 12, cái chữ đã được in this parable, it's clear and very clearly stated rất rõ ràng that that word believe means believing unto rằng salvation. Chữ tin có nghĩa tin because để he được says cứu. The words lest they should bởi vì Ngài nói and be saved. The devil steals the seed before they can cứu. Believe and be saved. Cướp therefore đi. The word believe here tin is để được saving cứu. Faith. Bởi vậy cho nên chữ salvation. Tin ở đây, đức tin, niềm tin ở đây có nghĩa là niềm tin dẫn đến sự cứu rỗi. Chúng ta phải nắm vững điều này. Đây là những người có thể bắt đầu bằng một tấm lòng thành, nhưng mà không thể tiếp tục. Họ có thể quyết định để mà đi theo Chúa nhưng mà họ không thể làm được, không thể thực hiện được. Có những người có thể đi đến những cái buổi nhóm truyền giảng hoặc là nhà thờ hoặc xem TV và nói rằng tôi muốn Chúa Giê-xu. Nhưng mà khi đến cái việc mà tin nhận Ngài họ không làm được. Đức tin của họ thật sự là thật nhưng mà không có kết cục lâu. Trước khi họ tin nhận để được cứu thì dẫn đến sự cứu rỗi thì họ đã bị ma quỷ cướp lấy đạo trong lòng họ. Trong câu 13, những người it is possible những người có lòng sợ đá là những người nghe và tin một thời gian ngắn. For a while, believe. Một thời gian ngắn. It's not permanent. Một thời gian
Ngắn có nghĩa là nó không lâu dài. So their faith or their believing, đức tin của họ, niềm tin của họ, because had they continued, they would have been saved. Bởi vì nếu như nó tiếp diễn, thì họ sẽ được cứu. And the fact it says believe for a while shows it was true salvation. They were in the kingdom. Và khi họ tin tạm một thời gian, có nghĩa là họ đã bước vào trong vương quốc của Chúa, họ đã được cứu. Now you have the third group. Are you getting all this? Chúng ta có một nhóm người thứ ba. Quý vị có nắm giữ không? Please look. You got four crowds. Four crowds that sit in every church and every evangelistic service that's ever happened. Bốn loại người trong mỗi nhà thờ, trong mỗi cuộc truyền giảng. I believe Jesus died on the cross. Cái loại người thứ nhất. And I believe he rose from the dead. Tôi tin rằng Chúa Giêsu chết trên thập giá và đã sống lại từ khỏi chết. Và nhưng mà họ không thể làm được việc là tin nhận willing. Đó là cái nhóm thứ nhất, họ không they believe, chịu dâng cuộc sống họ cho Chúa. Họ tin, nhưng họ chưa sẵn sàng crowd, bước vào mình. I accept the message of salvation. Oh yes, I believe Jesus is my Savior. And, nhận, and the Lord said they receive the word with joy. Sự cứu rỗi. They get excited. Nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của họ và họ nhận cách vui mừng, họ có thể bước xuống cầu nguyện tin nhận Chúa và khóc lóc. Và họ tin nhận Chúa và thật sự được cứu, nhưng chưa là một thời gian ngắn. Chỉ tin tạm một thời gian ngắn, không có vững bền. And the Lord says this about them. Và có một nhóm thứ ba. Và Chúa nói verse 14, and that which fell among thorns are they which when they heard thứ 14 go forth. Nói rằng in other words, they start những hạt giống rơi vào bụi gai là những người bước đi, choked by the cares and nhưng mà họ bị and pleasures nghẹt ngồi bởi sự lo lắng giàu sang và sung sướng đời này. Và there's không no fruit có in their life. Bông trái. Không don't có we kết not quả read by the fruits you'll know them? Here it says they have no chúng ta fruit. Không có đọc là bởi bông trái mà chúng ta biết họ. Those are the people những người who này cannot không be có kết quả, không có bông trái. Những người này không có thể giải thoát khỏi những cái tội lỗi của họ vẫn sống trong xác thịt. They're not able to live righteously. And when họ the cares of this life and the riches of this life công chính and the pleasures of this life và sự lo lắng, sự giàu sang, sự sung sướng đến thì họ vứt bỏ và nói tôi không muốn cái niềm tin này nữa. There's no fun. There's no fun in it. So he walked away. Có một người nói you know how many Christians go cái này không có gì vui churches that are và bỏ đi. In that crowd. Vậy có biết có bao nhiêu người Cơ Đốc ở trong nhà thờ thuộc loại nhóm này? But họ được cứu miễn sao nó là dễ dàng. Mà một khi đến thử thách tới, well, thì really họ lại Jesus said they were. Sa ngã. In fact, he said, họ có phải là đã được cứu chưa? Chúa Giêsu nói là họ đã được cứu. With joy. That's the second crowd. Không the những họ tin nhận một cách vui mừng. Mọi người, nhóm người thứ ba, họ còn ra đi, họ sống, bắt đầu sống cuộc sống Cơ Đốc. Bây giờ chúng ta có nhóm người thứ tư. Chúa nói như thế nào? Đây là những nhóm người đem đến bông trái với sự bền lòng. Xong phần rơi vào nơi đất tốt là những kẻ tin they keep it và nhận and bring forth fruit họ with nhận patience. Now the word keep và đem đến kết quả một cách bền lòng. You know that từ giữ là chìa khóa. They cái nhóm đầu tiên không có giữ việc gì cả. That second crowd ma quỷ cướp lấy lời Chúa trước khi nhận vào lòng họ. Nhóm thứ nhì họ cũng không giữ được bởi vì họ không có một rễ đâm rễ. Và nhóm thứ ba cũng không giữ lời của Chúa bởi vì sự giàu sang, sự sung sướng người này cất đi. Bạn giữ lấy những gì bạn được ban cho.
Mình giữ lấy những gì bạn nhận được. You look at those three crowds that passed. Chúng ta nhìn xem ba nhóm người trước đây. Nhóm người thứ nhất, họ tin và họ bị mất. Nhóm thứ nhì, họ tin, họ nhận cách vui mừng rồi họ lại bị mất. Nhóm người thứ ba, họ tin, họ nhận cách vui mừng và họ bắt đầu sống cuộc sống từ đó. Rồi sau đó họ lại bị mất. Và nhóm thứ tư nói rằng ta sẽ giữ lời của Chúa, ta sẽ không mất. Now, họ là những người có sự chọn lựa và đã quyết định. You receive it, you keep it. Bạn nhận, you keep the word of God, giữ. You bạn secure giữ lấy lời của Chúa. You hold it fast. Bạn you keep the possession of it. Bảo vệ lấy nó. In John 8:51, trong Giăng đoạn 8 câu 51, Chúa nói, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Once we receive and keep the word, một khi chúng ta nhận và giữ lời, chúng ta được đảm bảo sự cứu rỗi. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, Timothy thứ nhất, đoạn 4, we see two things. Number one, câu 1 và câu 16, we see Paul the apostle warning Timothy and saying some shall depart from the faith. Cảnh báo Timothy rằng có mấy kẻ sẽ bội đạo. Therefore, it is possible to walk away from God. Now, vì vậy có thể I gotta establish bước something with khỏi Chúa được. May I have your eyes here a second? Quay mặt khỏi Chúa được. In Luke, we just saw đây. Very clearly. In chapter trong Luca chúng ta mới vừa thấy rất là rõ trong đoạn 8. Chúng ta có thể tin, nhận và bắt đầu sống cuộc sống cơ đốc và sau đó là lìa khỏi. Nhóm thứ nhất tin nhưng không đi đến đâu. Tin nhưng không nhận. Nhóm thứ nhì tin, nhận nhưng mà không đi đến đâu. Nhóm thứ ba tin, nhận và bắt đầu sống đạo, nhưng mà sau đó lại xa ngã. Có ba loại, ba nhóm. Nếu điều này giống như là một lời tiên tri, một số người tin như vậy, thì chỉ có một phần tư nhân loại được cứu, còn những phần còn lại thì không. Nếu điều này Chúa nói là một lời tiên tri, thì chỉ ba phần tư bị sa ngã và còn một phần tư chưa. Rất có thể như vậy, nhưng mà có thể chúng ta không đúng. Có thể một phần tư thế giới được cứu, nhưng mà phần còn lại là bị mất. Nhưng mà Chúa nói rất rõ có ba loại người. Remember, the way to life is narrow. Ba là người không được cứu và một người là người cứu. Now, precious people of God, sự cứu rỗi là một yes, cái con đường hẹp và rất là ít người tìm thấy nó. What else would the Lord mean? Vâng, and what else would Paul the apostle mean by saying, mất đi sự cứu rỗi? Can you please put that back trong on the screen? Trong Timothy, Paulo nói rằng, First Timothy 4:1. Timothy nhất đoạn 4 câu 1. Và Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau cứu, đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Hãy xem câu số 16 trong cùng đoạn. Ở đây, Paulo khuyên rằng Timothy rằng phải giữ chính mình con. Chính con cũng có thể mất. Hãy giữ chính mình con. Và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con sẽ và kẻ nghe sẽ được cứu. Đây là một điều rất tuyệt vời. Ông nói rằng, Timothy, hãy cẩn thận. Hãy giữ mình con. Và đạo là lời của Chúa. Và hãy tiếp tục. That fourth crowd kept it. They keep it. That means to continue. For in hãy doing, giữ, nghĩa là hãy tiếp tục. In continuing. When you continue in the doctrine, then tiếp tục you save trong yourself lời, trong and đạo. Them who hear you. Vậy thì con sẽ được cứu và it's những người nghe. Receive, believe, and start. It's chỉ imperative
nhận tin không thì chưa đủ, mà bắt buộc chúng ta phải tiếp tục trong đức tin như là một tín đồ. Lời của Chúa nói cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Ở trong Corinto nhất đoạn 15 câu 1 và câu 2, Phaolô nói với hội thánh Corinto rằng họ cần phải nắm chặt, nắm lấy và giữ lấy tin lành, và bởi việc giữ lấy họ mới có thể bảo đảm được cái sự cứu rỗi. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho, bằng không anh em tin vô ích. Bạn cần phải giữ lấy. Bạn không thể được cứu nếu không giữ lấy những gì bạn đã được nghe. Bạn có thể bước đi và nói là Chúa Giêsu cứu linh hồn tôi và lại trở lại sống như là ma quỷ, thì bạn không được cứu. Không có sự thánh khiết thì không có ai nhìn thấy được Chúa Trời. Đó là lời Kinh Thánh nói. Chúng ta cần phải sống đạo, sống cuộc sống Cơ Đốc mỗi ngày. Bạn cần phải giữ lấy, nếu không tin vô ích. Keep the gospel. Giữ lấy đạo tin lành. James chapter 1, trong Gia Cơ đoạn 1 câu 25, we are told, receive nói rằng the word chúng ta hãy giữ lời của Chúa với lòng nhu mì, là lời cứu được linh hồn của anh em. God will not shove it down your throat. Bạn cần phải nhận lấy lời God của Chúa, chứ không có bạn ép bạn phải nhận lời của Ngài. Vậy hãy bỏ đi mọi điều uế và mọi điều gian ác, còn lại đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã chồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Bạn cần phải nhận mới được cứu. Những người đã nhận lấy Ngài, ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta không nhận không, mà cũng không phải giữ, giữ và nắm chặt lấy. John the apostle warns Giăng, against the efforts of evil men. Sứ đồ đã cảnh báo những người làm điều gian ác. Họ dẫn những người thánh đồ đi những cái điều sai lệch. Ông nói hold giữ, on, nắm chặt. Don't let go. Đừng buông. Abide, he says. Hãy let ở bên trong. Abide in you which you've heard from the beginning. If that để which những you've điều đó heard ở bên trong, the shall remain in you, he also shall continue in the Son and in the Father. Và in other words, đi, keep the word of God that you've been given, and that guarantees your salvation. Và ở trong Đức Con và Đức Cha. Now, the Lord said to us very clearly. Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng. Bạn cần phải nhận lấy và giữ lấy nó. Say receive it and retain it. Phải nói rằng nhận và giữ lấy. See, a lot of people receive but don't retain. Có nhiều người nhận nhưng không giữ lấy. Reception and retention. Việc giữ lấy, việc nhận và việc giữ lấy để đem chúng ta đến nơi. Nhận lời của Chúa, giữ lấy lời của Chúa. Việc nhận lời của Chúa và việc giữ lấy lời của Chúa. Trong Luca đoạn 12 câu 42 cho đến câu 46, Chúa cho chúng ta thêm một cái ngụ ngôn khác. Luca 12:42 nói rằng, Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương cho họ. Phước thay cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, bây giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó, cắt ra từng mảnh và để cho nó đồng số phận
với kẻ bất trung. Điều này rất là rõ ràng. Nếu bạn không sống một cuộc sống cơ đốc khi Chúa Giêsu đến, thì bạn sẽ bị quăng ra ngoài. Đó là lời của Chúa. Bạn có thể mất sự cứu rỗi không? Rất có thể. Rất là rõ trong Kinh Thánh. Chúng ta không thể thêm vào lời của Chúa. Không thể nào. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18, câu 21 cho tới 25, Chúa nói tại đó, chúng ta có thể mất sự cứu rỗi nếu như chúng ta không tha thứ anh em của chúng ta. Chúa nói rất là rõ trong Ma-thi-ơ 18. Chúng ta hãy nghiêm túc về vấn đề này. Tất cả đều có trong Kinh Thánh. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 21. Và Phi-e-rơ đến hỏi Chúa là chúng ta nên tha thứ anh em mình bao nhiêu lần. Chúa nói phải tha thứ 70 lần 7. Then he tells him, so is God's kingdom, and gives us the parable of the man who wouldn't forgive. Cho ông cái ví dụ về một cái so likewise shall my heavenly Father do also to you. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi anh em mình, thì Cha ở trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy. Cha sẽ làm gì? Chủ sẽ giận phú cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hắn. Những kẻ giữ ngục, những kẻ hành hạ này lại là những ma quỷ. Và điều đó Cha sẽ làm, Cha ta sẽ làm cho các ngươi. Người ta nói có một cái tội không thể tha thứ được, nhưng người ta nói có hai tội không thể tha thứ được. Có hai tội không có sự tha thứ. Một là tội xúc phạm đến Thánh Linh, và hai là tội không chịu tha thứ. Nếu bạn không tha thứ thì bạn sẽ không được tha thứ. So we find chúng ta thấy forgiveness of sin sự tha thứ tội lỗi có điều kiện chứ không phải là vô điều kiện. Nó có điều kiện bởi vì nó nói nếu chúng ta tha thứ người khác thì Chúa sẽ tha thứ chúng ta. Sự tha thứ của Chúa không thể ban cho một tấm lòng không chịu tha thứ. Hãy nhớ rằng chúng ta cầu nguyện trong lời cầu nguyện chung như thế nào. Xin Cha hãy tha tội cho chúng con cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. I have been saved since 1972. Tôi đã được cứu từ năm 1972, ngày 14 tây tháng 2 năm 1972. Lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi thôi. Và tôi đã có một cuộc quyết định là bước đi theo Chúa. Và tôi vẫn giữ cái niềm tin đó. Đó là sự quyết định của tôi. Tôi là một người tự do. I'm so free. I'm so free as a man. As a human being. Với một người, con người tôi có thể bỏ quyển Kinh Thánh, bước ra khỏi cửa và trở về Israel và bỏ Chúa. Tôi tự do đến nỗi tôi có thể bước lên trên máy bay và trở thành người Phật giáo. Tôi có sự tự do đó. Chúa cho chúng ta sự tự do chọn lựa. Tôi không phải là người robot. Chúa không điều khiển tôi. Chúa cũng không điều khiển gì. Không có ai đến thiên đàng vì ngẫu nhiên. Đó là sự chọn lựa. Sự cứu rỗi là một sự chọn lựa. What have I done? I've chosen. Tôi đã làm điều gì? Not to go to Israel. Tôi đã chọn không đi đến Israel. Tôi không đi đến Trung Quốc. Like Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Ta và gia đình ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Đó là sự chọn lựa của tôi. Tôi đã chọn làm người Cơ Đốc giáo. Tôi đã chọn làm người Thầy tớ của Chúa. Tôi đã chọn người Thầy tớ của Chúa. Tôi đã chọn người được cứu. Tôi đã chọn ở trong sự cứu rỗi đó. Tôi đã chọn sống một cái cuộc sống Cơ Đốc thánh khiết. Tôi đã chọn làm người môn đồ của Chúa Giê-xu. Đó là sự chọn lựa của tôi. Chúa không có ép tôi bước vào thiên đàng. Đó là sự chọn lựa của tôi. Nobody gonna make hell by accident. Không có người nào đi xuống địa ngục mà ngẫu nhiên. The Bible says, choose ye this day whom will you serve. Hãy chọn ngày hôm nay. Life and death. Các ngươi phục sự ai, sự sống và sự chết. So you can't blame God.
Quý vị không thể đổ thừa Chúa hoặc là bất cứ ai. Nhưng hãy cẩn thận. Có cái tiếng nhỏ mà trong lỗ tai của quý vị. Có những người đã được cứu trong cái hội thánh ở Canada đã được cứu thật sự. You see, the scripture says, take heed lest you fall. Hãy cẩn thận kẻo you take heed lest you fall. Bạn hãy cẩn thận Paul kẻo tells Timothy, he says, take heed follow to yourself. Timothy, con hãy cẩn thận. Stay with it. Hold những on. Nào mà con nghe. There's much against us in this life. Có nhiều điều đối nghịch với chúng ta đến từ tứ phía. It's your choice. Đó là sự chọn lựa của quý vị. Just give me Jesus. Hãy cho tôi Chúa Giêsu. Lift your hand, just say, Lord, I just want Jesus. Hãy giơ tay lên mà nói tôi muốn Chúa Giêsu. It's only Jesus. There's nothing else to live for. Không có điều gì khác để sống. Where shall we go to? Chúng ta đi về nơi đâu? You have the words of life. Ngài có lời của sự sống. Hãy chúng ta hãy đứng lên. I gave you this word because some of you here may be offered something down the road by the devil. Tôi giảng cho quý vị bài giảng này bởi vì có một vài người ở đây. What will you say? Bước ra, ma quỷ sẽ nói. Will you have the strength to say no? You know why Elvis Presley? Nếu chúng ta có cái sức mạnh để nói không từ chối. Because he can say no. Rex Humbert was Elvis Presley đã chết như thế này bởi vì ông không có thể nói từ chối. Elvis Presley told Rex Humbert. Ông đã từng nói với mục sư Rex Humbert là một người mục sư. He said God called me to preach the gospel. I could not do it. Ông Elvis Presley nói là Chúa kêu gọi ông truyền giảng đạo của Chúa nhưng mà ông không thể làm được. Ông lớn lên trong nhà thờ Tin Lành Ngũ Tuần và ông đã từng ca trong ca đoàn. When Elvis Presley was a young man, he was a gospel singer. Ông hát trong ca đoàn church in Tennessee. Trong nhà thờ Ngũ Tuần ở Tennessee. With a Pentecostal mother. Người mẹ ông là người Ngũ Tuần. And he told Rex Humbert with tears. Và ông nói với mục sư Rex Humbert trong dòng nước mắt. And when he died. Và khi ông chết. He died an empty man. Ông chết một người trống rỗng. It's easy in heaven, only God knows that. Ông có lên được thiên đàng không? Chỉ có Chúa mới biết được. I'm tell you, there are a lot of entertainers out there. Có nhiều who said yes người to the world. Làm ngành giải trí nói because it was mullah. Vâng, they saw the green sign. Thế gian nhưng mà không có who nói. Who wants the green sign? Who wants to give với, up Jesus for Chúa? That? Bởi vì tiền bạc. I don't know what is going to come your way one day, but I feel in my heart there's somebody in tôi this room, maybe more than one. You're going to be offered something by the world. You'll be a đây. Fool to say yes. Và thế gian sẽ maybe I'm preaching this whole teaching just for you. I don't know. Thế gian sẽ cho nhiều thứ mà chúng why ta give up sẽ trở thành ngu muội nếu chúng ta nói yes. But see, here's the lie. Tại sao chúng ta nên bỏ here's cái cuộc sự cứu rỗi của because chúng today ta? It's spreading. I'm saved. Đây có một cái việc giáo trá. Họ tung ra khắp His nơi. Grace is sufficient. Tôi đã được cứu. Well, we all might tôi as well không mess khe, up and ask for His mercy too. Không màng việc gì nữa. Bởi vì ân điển đã bao phủ chúng tôi. Bạn đừng don't nên thử Chúa. Đừng nghĩ rằng mình có thể sống thánh khiết một ngày và ngày không sao. Lại sống trong ngu ấy. Và Chúa có thể nói no. Con trẻ yêu con tôi thương con. Không. Không có sự thánh khiết thì không ai có thể thấy được Chúa. I'm glad I'm old. Bạn có thể nói tôi là người cổ điển. Tôi thích như vậy. If we believe that God, nếu chúng ta tin rằng Chúa cho phép những người có thể sống một cuộc sống ô uế, đó là một cái việc sự bắt đầu của sự hủy diệt. Nếu sống trong tội lỗi là vì có thể chấp nhận được thì bạn có thể đi vòng vòng với người này người kia và Chúa sẽ tha thứ cho bạn. Tôi có người là người khắt khe lắm không? Exactly, but see the thing is, I've got to kind of get this through to many of you to tell you, holiness. Tôi cần phải nói với nhiều người là sự thánh khiết. Without which no man shall see the Lord. Không có sự thánh khiết thì không ai thấy được Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta đã sẵn sàng để sống một cuộc sống thánh khiết? Then lift your hands and ask God to give it to you. Come on, talk to Him. Lên mà Chúa sẽ cho lift your voices and talk to Him. Nói chuyện với Chúa, hãy mở miệng ra và nói với Ngài. Because that's what we want. Vì đó là điều chúng ta muốn.
Chúng ta muốn sống thánh khiết. Hãy giơ tay lên và nói với Chúa là các bạn muốn điều đó. Thank you, Jesus. Cảm tạ Chúa Jesus.